Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cửa hàng phục vụ ăn uống trên địa bàn huyện Tân Hưng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy chỉ có 23% người dân Việt Nam có thói quen rửa tay trước khi ăn. Tin thế giới, Nghị viện châu Âu bác bỏ việc trao quy chế nền kinh tế thị trường cho Trung Quốc. Huyện ủy Tân Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và họp mặt biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó xuất hiện hàng trăm tấm gương tiêu biểu điển hình trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, tạo nên những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, có 68 tập thể cá nhân là những tấm gương tiêu biểu điển hình có nhiều việc làm đóng góp thiết thực cho xã hội được khen thưởng. Cũng tại Tân Thạnh, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Truyền làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Kiến Bình. Xã Kiến Bình có 3.568 cử tri trong độ tuổi đi bỏ phiếu. Xã có 7 khu trực bỏ phiếu. Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại 7 điểm bỏ phiếu và tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, cũng như công tác phát thẻ cử tri theo luật định đã hoàn thành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri. Qua kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Truyền đánh giá cao công tác chuẩn bị của xã Kiến Bình, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác bầu cử để nhân dân thông suốt tham gia đi bầu đảm bảo theo thời gian luật định. Rà soát danh sách cử tri giảng lai đảm bảo đúng số lượng, tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự, tăng cường công tác bảo vệ an toàn trước, trong và sau bầu cử. Ban về sự tiến bộ phụ nữ huyện Mộc Hóa tổ chức nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Hạnh đã trao đổi với chị em phụ nữ một số vấn đề quan trọng như một số khái niệm chung về công ước xóa bỏ phân biệt đối với phụ nữ, các vấn đề về bình đẳng giới, chuyển biến của nước ta trong việc thực hiện bình đẳng giới và vấn đề bình đẳng giới trong luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng ngày, Phòng Tư pháp và Đoàn Thanh niên huyện Mộc Hóa cũng đã tổ chức hội thi tìm hiểu luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của lực lượng thanh niên về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, vận động thanh niên tích cực chủ động tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Bến Lức tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021. Hiện nay, huyện Bến Lức có gần 13.000 hội viên, chiếm tỷ lệ hơn 86% so với người cao tuổi trong huyện. Trong nhiệm kỳ qua, hội người cao tuổi các cấp trong huyện thực hiện tốt việc thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ các hội viên khi hữu sự. Họ cũng đã vận động xây tặng 77 căn nhà đại đoàn kết và tình thương với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hội người cao tuổi các xã thị trấn trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung vận động xây dựng các loại quỹ, tổ chức thăm hỏi hội viên khi ốm đau hoạn nạn, thực hiện chương trình hành động với 4 nội dung: vui khỏe khi khỏe mạnh, hài lòng khi ốm đau, giúp nhau trong hoạn nạn, yên tâm khi qua đời, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức tặng giấy khen cho 5 tập thể đóng góp thành tích trong phong trào xây dựng tổ chức hội nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng đội huyện Thủ Thừa
tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2016. Phát biểu ôm lại truyền thống ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thu Lan, Giám đốc nhà thiếu nhi huyện Thủ Thừa, Chủ tịch Hội đồng đội huyện đã khẳng định, Đội Thiếu niên Tiền phong đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, trường học, giáo dục thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, góp phần quan trọng vào việc học tập, giáo dục thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong những năm qua, Hội đồng đội các cấp trên địa bàn huyện Thủ Thừa thường xuyên được kiện toàn, củng cố, chất lượng ngày càng được nâng lên. Thông qua các phong trào như vòng tay bà bạn, quỹ vì bạn nghèo, quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó, nuôi heo đất, nhịn quà rong, kế hoạch nhỏ, công trình măng non cấp tỉnh, công trình măng non cấp huyện với tên gọi giúp bạn đến trường. Trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2016, Hội đồng đội các cấp đã quyên góp vận động với tổng số tiền 520 triệu 169 ngàn đồng. Thông qua đó đã tiếp bước cho trên 600 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách đến trường. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Hưng tổ chức cuộc họp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn thực phẩm và thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Hưng triển khai một số nội dung chính của thông tư số 47 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong cả nước nói chung, huyện Tân Hưng nói riêng trong thời gian qua. Thời gian tới, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Hưng sẽ tăng cường công tác kiểm tra vấn đề vệ sinh ở các cơ sở, kiểm tra nơi chứa đựng, chế biến thức ăn, nguồn nước sử dụng và một số quy định về hành chính khác. Tại cuộc họp, chủ yếu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm, nhằm đem đến những món ăn tươi ngon và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời, thống nhất ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm những nội dung đã cam kết, thì ngành chức năng sẽ kiên quyết xử lý. Tại trường mẫu giáo xã Phước Lý, Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chiến dịch truyền thông rửa tay với xà phòng, phòng chống bệnh tay chân miệng. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra 52 ca bệnh tay chân miệng ở hầu hết các xã thị trấn. Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, bệnh xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống bệnh tay chân miệng là thường xuyên rửa tay với xà phòng. Tại buổi lễ, các em trường mẫu giáo Phước Lý thực hành 6 bước rửa tay theo quy định của Bộ Y tế. Chiến dịch lần này nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và quy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ thị số 02 ngày 14 tháng 2 năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công một cách nghiêm túc, đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đổi mới cơ chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ nhằm tăng cường trách nhiệm của người vay lại. Nghiên cứu đề án mở rộng cho chương trình dự án đầu tư vay lại qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng để báo cáo Chính phủ, làm cơ sở xây dựng nghị định mới về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong khuôn khổ hướng dẫn luật quản lý nợ công sửa đổi. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, gắn trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư sử dụng vốn với trách nhiệm trả nợ. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ 23% người dân Việt Nam có thói quen rửa tay trước khi ăn và 36% sau khi đi vệ sinh. Đây là nguy cơ của hàng loạt các ổ bệnh, khi có đến 50% các loại bệnh dễ lây lan như cúm, tiêu chảy, tay chân miệng, mắc phải do vệ sinh cơ thể không đúng cách. Tại lễ phát động chiến dịch hành trình 10 triệu bàn tay sạch và phòng chống dịch bệnh theo mùa, Bộ Y tế cho biết việc thường xuyên rửa tay với xà phòng giúp phòng chống các bệnh tay chân miệng, cúm, viêm đường hô hấp, đau mắt đỏ, tiêu chảy và nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi có thể giảm từ 1 cho đến 10% nếu trẻ thường xuyên được rửa tay với xà phòng.
chiến dịch hành trình 10 triệu bàn tay sạch hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân, mang thông điệp giữ đôi bàn tay sạch vì thế hệ tương lai được triển khai trên cả nước từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 2016. Mục đích của chiến dịch là nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, đặc biệt là hoạt động rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, chính sách miễn thị thực cho công dân của năm nước Tây Âu từ nghị quyết số 46 trên NQCP của chính phủ đã đem lại 3 thành công lớn cho du lịch Việt Nam. Đó là chặn đà suy giảm khách quốc tế đến Việt Nam, tăng mạnh lượng khách đến từ thị trường có mức chi tiêu cao và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, để khắc phục tình trạng sụt giảm nghiêm trọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam do những bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế ở một số khu vực trên thế giới, chính phủ đã ban hành nghị quyết miễn thị thực cho công dân năm nước Tây Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia trong một năm. Nhìn lại kết quả sau 10 tháng triển khai, có thể thấy đến nay, quyết sách trên đã thật sự tạo nên cú hích cho du lịch nước nhà. Theo thống kê, tổng lượng khách du lịch từ năm nước Tây Âu đạt hơn 620.000 lượt, tăng gần 15% so cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu du lịch đến từ nhóm thị trường này ước đạt 171 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, thời hạn miễn chỉ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 tới. Đây thực sự là thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp du lịch và ngay cả khách du lịch. Thì chúng tôi cần 3 đến 6 tháng để mà xây dựng sản phẩm, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác. Sau đó, chúng tôi lại mất 3 đến 6 tháng để làm truyền thông và quảng cáo điểm đến. Và khi mà khách nhận được thông tin thì khách cũng cần phải thời gian để cân nhắc và lựa chọn từ 3 đến 6 tháng nữa. Như vậy, cái thời gian 1 năm là không đủ để cho những công ty du lịch đưa khách làm những cái chiến lược cụ thể để đưa khách vào Việt Nam. Trước những hiệu quả từ chính sách miễn visa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha từ 1 lên 5 năm, tăng thời gian miễn thị thực nhập cảnh từ 15 lên 30 ngày để phù hợp với nhu cầu của khách du lịch Tây Âu. Đồng thời đề nghị Chính phủ xem xét đề nghị miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 nước đến Việt Nam du lịch theo chương trình tour trọn gói. Nếu hai chính sách này được thông qua, chắc chắn du lịch Việt Nam sẽ đón nhiều tín hiệu khởi sắc từ thị trường khách quốc tế. Có thể nói rằng tạo điều kiện thuận lợi để cho du khách tiếp cận visa và miễn visa đơn phương, song phương, đa phương là một trong những giải pháp, là một trong những cái công cụ mà các nước đều thực hiện để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Chúng ta nhìn ra xung quanh thì thấy rằng tiếp theo Thái Lan, Malaysia, Singapore đã miễn visa đơn phương, đa phương, song phương cho hầu hết các cái thị trường lớn của mình trên thế giới. Thì vừa qua, Indonesia đã có một bước đi mang tính chất đột phá sau khi miễn visa cho 79 công dân của 79 nước, đưa tổng số nước được miễn visa đến Indonesia là đạt 169 nước. Và chúng tôi tiếp tục kiên trì đề xuất cái chính sách này. Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh là xu hướng chung của thế giới và ngành du lịch Việt Nam đang trông đợi một chính sách dài hơi liên quan đến thị thực để thu hút khách quốc tế hiệu quả hơn khi việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân năm nước Tây Âu sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 tới.